Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa anh chị em, hôm nay Hội Thánh cho chúng ta mừng lễ Chúa chịu phép rửa, và với thánh lễ này, Chúa tỏ mình ra nơi dòng sông Giô-đan là con một Chúa Cha chi ái, và cũng chính là Chúa tỏ ra dưới hình thức cuối cùng của mầu nhiệm Giáng sinh. Chúng ta hôm nay dâng thánh lễ để khép lại mùa Giáng sinh và xin ngôi lời của Thiên Chúa là Chúa ở giữa nhân loại luôn luôn ban cho chúng ta niềm vui của những người dấn thân loan báo tin mừng của Chúa. Và quả thật là ý nghĩa hôm nay chúng ta khép lại mùa Giáng sinh Thiên Chúa làm người chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Chúng ta tổ chức xuân phát quà cho người nghèo này. Tất cả chúng ta, mỗi người chính là hình ảnh của tình thương của Thiên Chúa với những anh chị em thiếu may mắn hơn chúng ta về mặt vật chất cả tinh thần nữa. Xin cho tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn nâng đỡ chúng ta. Với tâm tình đó, tôi dâng thánh lễ hôm nay xin Chúa đói thương chúc lành cho ngày hội xuân của chúng ta đạt kết quả tốt đẹp. Cũng cầu nguyện cho tất cả các anh chị em nữa, tất cả những người chúng ta góp phần vào trong tổ chức hội xuân này được Thiên Chúa chúc phúc. Với tâm tình đó, cũng hợp ý anh chị em chúng ta xin lễ hôm nay, tạ ơn Ba Đấng, xin ơn đền tội, ơn bền đỗ, ơn chữa lành bệnh, thánh hóa công ăn việc làm, bình an cho gia đình. Cầu cho linh hồn Giuse Phêrô nhân ngày giỗ Giuse 13 năm, Anna 4 năm, Giuse 6 năm, một linh hồn ngoại đạo 42 năm, linh hồn Maria 14 năm, và các linh hồn ông bà cố Adaming và Anna, Giuse và Maria, Dominico, Anna, Maria, Madalena, Paolo, Francisco, Xavier, Giuse Dominico, Monica, Daming, trong tổ và tổ tiên và cho các linh hồn nữa. Lạy Chúa Giêsu, nơi dòng sông Giô-đan, Chúa đã mang lấy thân phận chúng con để nâng chúng con lên trong còn là con cái của Thiên Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi chia sẻ kiếp phận làm người của chúng con, Chúa ban cho chúng con hồng phúc bước theo Chúa để loan báo tin mừng bằng các dấn thân hàng ngày. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, người nghèo là hình ảnh của Chúa, xin cho ngày hội xuân của giáo xứ chúng con hôm nay chan chứa tình người và biểu lộ đức ái cho anh chị em muôn dân. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là con Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời Chúa ngự bên hữu linh Chúa Cha, xin thương xót chúng con vì lạy Chúa Giêsu Kitô. Chỉ
Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang đứng Chúa Cha. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan và Thánh Thần ngự xuống trên người, Chúa đã long trọng tuyên bố người là con chí ái. Xin cho đoàn chúng con là nghĩa từ được tái sinh bởi nước và Thánh Thần hằng bền vững thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách tiên tri Isaiah. Đây là lời Chúa phán: Này là tôi tớ ta mà ta nâng đỡ, là người ta chọn, ta hài lòng về người. Ta ban thần trí ta trên người, ta sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gãy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình, người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu. Vì trăm đảo mong đợi lề luật người, ta là Chúa, ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm. Đó là lời Chúa. Tiên Chúa hỡi chư thần chư thánh, hãy tiên Chúa dũng lực và quang minh, tiên Chúa quang vinh xứng danh Ngài, thờ lạy Chúa thánh thiên quyền linh. Chúa đã vàng rền sông nước, Chúa thông lãnh những ngọn chiều mênh mông. Tiếng Chúa vang lên rất uy hùng, thật rạng rỡ mãi liệt toàn năng. Chúa đã giáng phúc bình an cho dân Ngài. Chúa khiến sấm nổ rền kinh hãi, nao nức khắp thánh điện lời tôn vinh. Chúa vẫn uy linh giữa thủy triều, là đại đế thống trị ngàn năm. Chúa đã giáng phúc bình an cho dân Ngài. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phê-rô mở miệng nói rằng: Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư Tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ người và thực hành sự công chính đều được người đón nhận. Thiên Chúa đã sai lời người đến cùng con cái Israel loan tin bình an. Nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đa
khởi đầu từ Galilea, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa, ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong cho người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám. Bởi vì Thiên Chúa ở với người. Đó là lời Chúa. Chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ơ. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu bỏ xứ Galilea mà đến với Gioan ở sông Giô-đan để ông làm phép rửa cho. Như Gioan can người rằng: chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao? Chúa Giêsu liền đáp: không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý người. Chúa Giêsu chịu phép rửa rồi bước lên khỏi nước. Và này đây, các tầng trời mở ra và người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như chim bồ câu và đậu trên người. Và ngay lúc ấy có tiếng từ trời phán: này là Con yêu dấu của ta, Con đẹp lòng ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ơi Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, tôi xin phép trước khi chia sẻ bài giảng hỏi câu này: nhà nào làm hang đá dẹp rồi giơ tay xem nào. Dẹp hang đá rồi, dẹp rồi cứ giơ tay lên xem nào. Rồi buông tay xuống. Nhà nào làm hang đá chưa có dẹp giơ tay xem nào. Cứ giơ thẳng tay xem nào. Ít hơn người dẹp, ít hơn người dẹp. Anh chị em nhìn thấy trong nhà thờ An Nhơn hang đá hãy còn nè. Hết ngày mai mới hết mầu nhiệm Giáng sinh. Hết ngày mai hết lễ Chúa chịu phép rửa, mới hết lễ Giáng sinh, mới dẹp hang đá. Chúng ta cứ là lễ các vị đạo sĩ, lễ ba vua là lật đật dẹp hang đá hết tất cả rồi. Tại sao vậy anh chị em? Chúng ta không có hiểu. Chúng ta cứ nghĩ lễ Giáng sinh là mừng Chúa sinh ra. Thế thì bây giờ có hài nhi Giêsu, ba vị đạo sĩ đến thì bái lạy Chúa, đưa vàng nhũ hương và nhục mục mộc dược, xong rồi thôi mời các vị vào kho, mai tuần sau, năm sau em lại xếp ra vậy. Chúng ta toàn nhắm vào cái chuyện là hang đá hài nhi thôi, không phải thế. Anh chị em gọi là lễ Giáng sinh nhưng không phải như vậy. Tên đầu tiên hết, chúng ta biết là năm 330 chúng ta mới mừng lễ Giáng sinh, tức là sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại về trời, hơn 300 năm không có lễ Giáng sinh. Thế nhưng mà cái lúc bây giờ lễ là lễ gì? Không có gọi là Giáng sinh, gọi là lễ Emmanuel, lễ Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lễ Thiên Chúa ở cùng chúng ta nghĩa là thế này, là trước đây chúng ta không có tuyên xưng cái điều đó. Bây giờ chúng ta tuyên xưng rằng: à, Chúa ở cùng chúng ta đây. Thiên Chúa là đấng vô hình, bây giờ Ngài ở với chúng ta. Ngài đến giữa trần gian, Ngài ở với chúng ta. Mà muốn ở với chúng ta thì làm sao? Thì phải sinh ra chứ, không sinh ra thì làm sao mà ở. Thế thì Chúa ở với chúng ta, chúng ta mừng Chúa ở với chúng ta dưới bốn khía cạnh sau đây. Khía cạnh thứ nhất là Chúa sinh ra, thì có mẹ sinh ra, thì khía cạnh đầu tiên đó là em bé. Đó là đúng rồi, đó là hang đá, em bé. Đó là các mục đồng đến thờ lạy Chúa.
Thế rồi sau đó Chúa làm sao chúng ta mừng khía cạnh thứ hai là gì? Là lễ hiển linh. Lúc bây giờ anh chị em nhớ thế về này, mấy câu mục đồng Chúa vừa sinh ra, xong cái thiên thần báo: này, ta báo cho các ngươi tin vui, đây các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải đặt nằm trong háng cỏ. Tức là Đức Mẹ vừa sinh ra thì mấy ông mục đồng cũng đến thờ lại Chúa liền. Sau đó rồi là ngôi sao xuất hiện ở Đông Phương, mấy vị đạo sĩ từ Đông Phương, anh chị em biết Đông Phương là đâu, là Iran, Iraq đó, mà từ Iran, Iraq mà đến Bethlehem Chúa đó 3000 cây số, lại Chúa tôi đi làm sao mà cái anh mục đồng thì anh ở ngay chỗ đó anh đến liền, của anh 3000 cây số làm sao mà giống nhau được, làm sao mà giống nhau được, mà đi 3000 cây số mà thời đó đi thì là đi lạc đà với ngựa, thì ngựa thì nó phải đi nó nghỉ, vừa đi vừa nghỉ chứ làm sao nó đi liên miên 3 ngày, nó mà chết toay nó. Vừa đi vừa nghỉ phải 3 tháng, ít là 3 tháng mới đến nơi, thì lúc bây giờ làm sao mà giống các ông mục đồng được. Thấy chưa? Thấy khác chưa? Anh chị em thấy khác chưa? Rồi Chúa bắt đầu làm sao? Đấy là khía cạnh thứ hai. Rồi Chúa làm sao nữa? Giáng sinh là Chúa ở với chúng ta do hình ảnh gì? Hình ảnh của Chúa đi dự tiệc cưới, Chúa ấy đi ăn đám cưới. Cái nhà đám cưới nó mời Đức Mẹ và Chúa, thì Chúa là thanh niên rồi, thì Chúa đi đám cưới, lúc bây giờ Ngài làm biến nước thành rượu, thế là các môn đệ thấy người. Chúa tỏ mình ra, Chúa ở với chúng ta là gì? Ở nơi dòng sông Giô-đan hôm nay. Bây giờ cái ông Giê-xu này, cái ông Giê-xu này như mọi người đến với Gioan, thế thì như mọi người làm sao mà biết ông này là Thiên Chúa được? Thế thì trời mở ra và nói: này, này là con ta đấy, này là con ta rất yêu dấu đẹp lòng ta. Mọi người nhìn thấy cái ông này, ông mới đến tưởng là thường, mà ông là con của trời. Này là con ta. Làm sao mà chúng ta biết được Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta? Hôm nay chúng ta mới biết là Chúa Cha xác nhận một cách chính thức ở nơi dòng sông Giô-an, đây chính là đấng Emmanuel, là đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là con ta rất yêu dấu. Anh chị em thấy chưa? Và vì thế năm tới nha, đừng có dẹp vội nha, hết lễ hiển lễ, lễ Chúa chịu phép rửa máng dẹp nhé. Chúa tôi ơi, nhiều khi nó còn có tếu như thế này nữa. Ba vua chưa, cứ ở trong kho đó, đến lễ hiển linh mới mời ba ông ra. Lễ vừa xong, được có, đứng có mỗi ngày, mai mời vào kho tiếp, nên ba ông trắng tươi à. Ra đứng ở ngoài hang đá mỗi ngày thôi, mai mời vào kho luôn, dẹp luôn hang đá. Chúng ta nhiều khi cứ làm, nhiều khi chúng ta làm theo tình cảm, chúng ta không có hiểu ra làm sao. Thế thì hôm nay chúng ta mừng Thiên Chúa ở cùng chúng ta dưới hình thức chính Chúa Cha xác nhận. Mà anh chị em biết hôm nay là Chúa bao nhiêu tuổi không? 30 tuổi. Hôm nay này này, lễ ở trong Chúa đến dòng sông Giô-đan là 30 tuổi. Anh chị em mà mừng Chúa Giáng sinh, chị em bé thì hỏng bét bè bè. Bởi vì mừng suốt từ khi Chúa sinh ra cho đến 30 tuổi, nhiều giai đoạn. Chúa tỏ mình ra dưới nhiều giai đoạn. Vì thế Chúa ở dưới chúng ta khám phá dung mạo của Chúa dưới nhiều hình thức. Vì vậy anh chị em rất thân mến, nói thế này cho dễ hiểu, nhiều vĩ nhân trên thế giới, chúng ta nói về các giai đoạn cuộc đời của họ, thì mỗi một giai đoạn của họ sẽ đóng một cái vai trò gì đó trong lịch sử của con người. Nhưng cũng con người đó, thì khi chúng ta đọc lại, chúng ta thấy ồ, đây chính là một vĩ nhân, là một ân nhân của chúng ta. Vì vậy hôm nay chúng ta nhìn một cái khía cạnh Chúa tỏ mình ra là đấng Emmanuel ở giữa chúng ta khi Ngài bước sông Giô-đan. Thế thì Ngài bước sông Giô-đan thì làm sao? Ngài chia sẻ thân phận của người tội lỗi. Vì ai bước xuống dòng sông Giô-đan chính là gì? Nhận mình là kẻ có tội thì mới bước xuống dòng sông, công khai nhận mình là kẻ có tội và nhìn nhận rằng tôi sám hối về mình. Ông Gioan bảo chỉ có những ai có tội thì mới đến đây, còn sao ngài lại làm như thế? Anh chị em nghe Chúa nói này này, khi đó Chúa Giêsu đến, nhưng Gioan can người rằng chính tôi phải được ngài rửa, thế mà sao ngài lại đến? Ngài bảo thế này, Chúa nói không sao, vì chúng ta phải làm như thế. Làm như thế là gì? Ngài không có tội, vô tội, nhưng mà ngài làm như thế nghĩa là ngài tự đồng hóa mình với kẻ có tội. Vậy thì tội đây là gì? Anh chị em chúng ta đừng hiểu tội là cái tội chúng ta phạm. Đúng rồi, không sai. Nhưng mà tại sao chúng ta lại phạm tội? Bởi vì chúng ta yếu đuối.
Yếu đuối là phận con người của chúng ta. Vì thế chúng ta phạm tội. Và vì yếu đuối chúng ta phạm tội chuyện yếu đuối của con người, nên chúng ta phải được chữa lành. Hỏi ai trong nhà thờ này chúng ta chưa hề bao giờ bị bệnh tật? Bệnh tật là bởi vì chúng ta yếu đuối nên chúng ta mới bị bệnh tật. Mà đã là bệnh tật thì chúng ta cần được chữa lành, phải đi bác sĩ, phải được chữa bệnh. Chúa hiểu sự yếu đuối của chúng ta. Tội là chuyện của chúng ta, nhưng cái yếu đuối là lớn hơn. Và Chúa mang lấy cái yếu đuối của chúng ta để chữa lành chúng ta. Vì thế hôm nay dung mạ của đấng cứu thế ở dưới dòng sông Giô-đan chính là đấng chữa lành chúng ta. Vậy chữa lành bằng cách gì? Bằng ba cách sau đây. Cách thứ nhất, mang lấy phận người của chúng ta để thấu hiểu chúng ta. Anh chị em xét về khía cạnh này, hôm nay tôi phải nói lời này. Tất cả các anh chị em của chúng ta kém may mắn hơn về mặt vật chất, mà hôm nay chúng ta tổ chức một cái hội xuân tặng quà cho họ. Chúng ta không bố thí, chúng ta không bố thí, chúng ta không bố thí. Chúng ta không kẻ lập kẻ ban phát, không, chúng ta không làm điều đó. Chúng ta mang lấy sự yếu đuối, sự kém may mắn của họ trong tâm hồn của chúng ta để chúng ta chia sẻ với họ. Chúng ta không có bố thí, chúng ta không có ban phát, chúng ta không làm cái điều đó. Nhưng chúng ta mang lấy họ vì phẩm giá của con người. Và đây là cái lớn nhất của đức tin Công giáo. Chúa mang lấy chúng ta để nâng chúng ta lên. Đó là nghĩa thứ nhất. Thứ hai, khi Chúa bước xuống dòng sông, Chúa thấy chúng ta yếu đuối để làm gì? Để chữa lành chúng ta. Anh chị em, tôi rất thích hình ảnh này. Chúng ta giúp cho anh chị em chúng ta bằng một chút vật chất là điều rất cần thiết, là tốt. Nhưng chúng ta cho cái cử chỉ của tình yêu thương lớn hơn nhiều. Anh chị em trong nhà thờ này, chúng ta không có phương tiện để cho họ vật chất như những anh chị em khác. Nhưng anh chị em cho họ bằng một cái ánh mắt và một cử chỉ yêu thương, bởi vì cái đó làm nên tư cách con người. Tôi gặp một sơ đi chạy cùi về kể cho tôi nghe. Cha, khi con được lệnh đi chạy cùi, con cũng sợ bị lây cùi. Nhưng cái ông giám đốc đó, ông là làm hành chánh, ông không dám đụng đến người cùi. Một vài thời gian đầu con tiếp cận, cho đến ngày kia, khi con đến con lau cùi cho người đó, thì con nhìn thấy cái bàn chân và cái tay họ rung. Con không có hiểu, hay là họ bị bệnh Parkinson. Sau khi xong rồi, người đó nói với con thế này: sơ ơi sơ, người ta sợ cùi nên người ta không dám chạm đến con. Nhưng sơ chạm đến con được sống lại, con rung. Bởi vì có người dám đến với con để cho con cái sự sống ấy. Và cái sự sống mà con cảm được, cái người cho con chính là sơ. Anh chị em rất thân mến, đây chính là cái mà đức tin Công giáo dạy chúng ta. Tình thương dành cho chúng ta làm cho người ta lớn. Không khéo, tôi xin lỗi anh chị em, không phải đưa cái chuyện mà vấn đề thời sự ra. Anh chị em cứ xem cái chuyện hiện nay bây giờ, cái tòa xử Trung Nguyên đó, anh chị em thấy đó, tài sản là thuộc đại gia lớn, hàng ngàn ngàn tỷ. Nhưng mà anh chị em thấy nó như thế nào? Chúng ta thấy nó như thế nào? Tình người mất hết. Và tôi nhớ mãi cái câu của cái ông giám đốc Trung Nguyên. Ông nói câu này: tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm gì? Anh chị em thử nghĩ xem nó như thế nào. Tiền nhiều để mà làm gì? Cái tình thương nó trống vắng và mất hết mọi sự. Và điều thứ ba, nếu mà Chúa mang lấy thân phận con người của chúng ta, yếu đuối của chúng ta, là bởi vì Chúa muốn tất cả chúng ta liên kết với nhau, tạo thành một cái tình yêu lớn hơn, không mang tính từng cá nhân. Tôi thương, anh thương, điều đúng. Nhưng tất cả chúng ta tạo thành một sức mạnh. Và anh chị em nhớ cái câu chuyện Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, nuôi 5.000 người ăn no.
Bởi vì đó là gì? Là sự liên đới của chúng ta, 5 chiếc bánh và 2 con cá. Đó là phần ăn của một người. Cái bánh đó là gì anh chị em? 5 chiếc bánh, cái bánh nó chỉ bằng cái bánh tròn tròn giống như chúng ta bánh cốm dẹp vậy thôi à. Hai con cá nó bé bằng 2 ngón tay à. Vừa một người ăn, đó là cái lương thực của một người ăn, mà Chúa biến một cái đơn giản của một người nghèo khó rồi cho 5.000 người nó, bởi vì sự liên kết của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho cái ngày hội xuân của chúng ta, để tất cả chúng ta liên kết với nhau, tạo thành một sức mạnh yêu thương trong thế giới này. Anh chị em, thế giới của chúng ta không thiếu một cái gì, nhưng càng ngày nó càng trống vắng tình yêu. Chúng ta hãy cho thế giới tình yêu của chúng ta khi chúng ta cảm nghiệm được nơi Chúa dành cho chúng ta, và chúng ta hãy chia sẻ cho nhau cái tình thương ấy. Và đó chính là lời mời gọi của đại lễ Con Thiên Chúa tỏ mình ra hôm nay nơi dòng sông Giô-đan. Đây là con ta chi ái đẹp lòng ta. Chúng ta sẽ được Chúa nói thế này: đây, tất cả chúng ta đang ngồi trong nhà thờ này là con chi ái của Chúa Cha. Những việc chúng ta làm đều đẹp lòng Chúa, và đó là sứ mạng của chúng ta hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa loài người. Nơi dòng sông Giô-đan, Chúa đã mang lấy sự yếu đuối của con người chúng ta và nâng chúng ta lên. Trong tâm tình khiêm tốn nài van và cầu nguyện tha thiết cho ngày hội xuân hôm nay, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Nơi sông Giô-đan, Chúa Cha chứng nhận tư cách Con Thiên Chúa của Chúa Giê-xu. Chúng ta nài xin cho mọi tín hữu luôn biết sống xứng đáng tư cách là Con Thiên Chúa qua ơn bi tích thanh tẩy. Lời Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chịu phép rửa để tẩy sạch tội lỗi con người. Chúng ta cầu xin cho mọi người biết tránh xa tội lỗi, biết kim tìm thanh y Chúa và ra sức xây dựng nước Chúa ở trần gian. Lạy Chúa Giê-xu, xin cứu độ chúng con. Chúa Giê-xu ban Thánh Thần để hướng dẫn Hội Thánh. Chúng ta cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta được Thánh Thần hướng dẫn chỉ huy, để tất cả chúng ta kiên tạo nên một thân thể duy nhất của Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Emmanuel, là tôi tớ trung tín của Thiên Chúa. Chúa nêu gương khiêm nhường cho chúng con nơi dòng sông Giô-đan. Xin cho chúng con trở nên những người loan báo tình thương của Thiên Chúa, mang lấy sự yếu đuối của anh chị em mình. Nhờ đó chúng con có thể đem tình thương Chúa trong thế giới hôm nay. Chúa hằng sông và hiền tri muôn đời. We
chị em hãy cầu nguyện đấy, lạy của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, trong ngày Chúa mặc khải, Đức Kitô con yêu dấu, đoàn tín hữu chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên của lễ hy sinh hoàn hảo của người là chính đấng đã thương rửa sạch tội lỗi trần gian, người hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa đã dùng những dấu lạ này bày tỏ mầu nhiệm phép rửa mới. Là nhờ tiếng Cha từ trời vọng xuống, chúng con tin rằng ngôi lời của Cha ở giữa loài người. Và nhờ Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu hiện xuống, chúng con tin nhận Đức Kitô là tôi chung của Cha, được sức giàu hoan lạc và được sai đi rao giảng tin mừng cho kẻ nghèo khó. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến các linh hồn mà chúng con tưởng nhớ trong thánh lễ hôm nay. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha, mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện rằng: ca sáng nữa cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam rồi. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, rất nhiều anh chị em, các tôn giáo bạn và những người không phải là công giáo đang ở trong sân nhà thờ hoặc ở trong nhà thờ để nhận quà. Giờ đây chúng tôi là những người công giáo rước lễ. Xin anh chị em không phải là người công giáo tuyệt đối không lên rước lễ. Xin các thừa tác viên chú ý chuyện này, bởi vì bị Giáng sinh vừa rồi rất là nhiều người không công giáo, người không phải là công giáo đã lên rước lễ. Vì thế tôi xin nhắc lại, những ai không phải là người công giáo xin tuyệt đối không lên rước lễ. Xin cảm ơn.
Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nên Ngài đã đến với con người, sống kiếp con người giữa nơi cuộc đời. Những bước đường Ngài dắt dìu con cho hạnh phúc không tan biến đâu. Chúa đã gọi mời xin chết đơn côi. Chúa muốn nhận của dòng của con, hôm nay con ngài diệu từng bước. Chúa luôn đợi chờ đôi trao thương mến cuộc cảm động để mơ chân lý. Ôi thân con dịu hiền như thế, xin con đồng yêu vì ngài thương con. Chúa muốn tròn cuộc sống của con để đời con dõi bước theo ngài, sống trên cho ngài hiến dâng cuộc đời. Chúa đã cho chúng con được no lòng thỏa dạ,
Xin cũng giúp chúng con luôn trung thành nghe theo lời con một Chúa dạy bảo, để không những chúng con chỉ mang danh là con cái Chúa, mà còn thực sự sống với Chúa cho phải đạo làm con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời anh chị em an tọa, tôi xin phép thưa với anh chị em vài việc. Việc thứ nhất là tôi xin thưa tất cả các anh chị em hôm nay đến nhận quà. 562 người, 562 phần quà đã phát ra, nghĩa là 562 người đến nhận quà. Và trong số này là gần 300 người là người lương dân. Vì thế đang ở sân nhà thờ rất đông những người anh chị em các tôn giáo bạn không phải là người Công giáo. Do đó xin anh chị em, chúng tôi rất là quý anh chị em. Và anh chị em biết là hôm nay giáo xứ An Nhơn tổ chức nó hơi khác một tí, là anh chị em thương là chúng tôi nhà thờ nó chật chội nên chúng tôi dâng lễ, do đó chỉ những anh chị em Công giáo dâng lễ thôi. Vì thế hôm nay chúng tôi không muốn anh chị em vào sớm hơn để chúng tôi dự lễ, vì thế anh chị em đang đứng rất là chật chội ở ngoài sân, xin thương thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi quà đến cho các bạn từ 7 giờ cho đến 9 giờ. Tất cả những ai đã có phiếu, anh các bạn sẽ có quà hết. Xin các bạn thương cho chúng tôi được giữ trật tự, kẻo rằng là rất là mất trật tự ở trong nhà thờ trong qua mấy năm qua. Xin anh chị em, không ai có phiếu mà không có quà. Vì thế xin anh chị em thương giúp cho chúng tôi để khâu tổ chức của chúng tôi được trật tự. Đó là tôi xin thưa các bạn hôm nay nhận quà. Còn đối với chúng ta những người Công giáo hôm nay, tôi xin thưa anh chị em hai điều. Là hôm Giáng sinh vừa rồi lễ nhà thờ An Nhơn cũng rất là đông, cả những anh chị em không Công giáo đến, và rất nhiều người bị móc túi, mất điện thoại và mất cả ví nữa, thì kẻ gian vẫn trà trộn vậy. Vậy xin anh chị em kể từ giờ phút này chúng ta chú ý cái chuyện này, vì kẻ gian lẫn lộn vào không biết như thế nào, mất điện thoại, mất ví. Thứ hai, vì là nhà thờ của chúng ta là nhà thờ rất nghiêm trang, và chúng ta cũng không biết người ta thế nào, có thể là người ta không hiểu hoặc là có kẻ gian trà trộn vào. Vì thế lễ xong một cái, xin anh chị em ra khỏi nhà thờ liền. Chúng ta lúc hát cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, để ban trật tự trong nhà thờ khóa cửa ngay lập tức, kẻo người ta vào xúc phạm đến bình thánh Chúa. Anh chị em ra ngay. Và anh chị em, nếu anh chị em đi về, xin anh chị em xuống tầng hầm lấy xe, và theo hướng dẫn của ban tổ chức, anh chị em không đi ra về phía sân nhà thờ nữa, vì sân nhà thờ bây giờ không có cách thoát ra, người ta ngàn người đứng ở đó. Anh chị em lấy xe dưới ở tầng hầm lên, chúng ta chạy thẳng ra phía đài Đức Mẹ kia, chúng ta đi vòng quay đầu nhà thờ rồi chúng ta đi ra phía này, vì nếu chúng ta đi ra lối cũ chúng ta sẽ không ra được, vì người ta đang đứng rất là đông. Do đó anh chị em thương lấy xe liền đi ra. Còn nếu ai không muốn ra ngay, anh chị em để đó, thì xin anh chị em thương rằng là người ta vào rồi không lấy xe ra được đâu, anh tự ra phải lấy xe ra nếu chúng ta đi về. Còn nếu chúng ta muốn thì anh chị em ở lại dự hội xuân cho đến khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau thì ngớt người thì chúng ta lấy ra được. Hội xuân của chúng ta toàn bộ từ phía cổng của bảo vệ vào trong sân này, và trong phía trong này từ hội chuồng cho đến sân và đài Đức Mẹ, toàn bộ là tất cả 47 quầy hàng phát quà cho 562 người. Còn ở ngoài sân kia thì là phát quà, anh chị em thấy ở ngay tiền sảnh nhà thờ, cái chỗ hang đá cũ đó, thì cái chỗ đó tôi cũng dự phòng ngoài 562 phần quà, dự phòng thêm khoảng chừng 1.000 phần quà nữa, nhẹ nhẹ, để những người họ không có phiếu, họ nghe đồn họ đến thì thôi, tặng cho họ một chút, mỗi người một ít, mỗi người một ít. Nghĩa là chúng ta phải hơn 1.500 người nhận quà hôm nay, thì mỗi người một chút thì họ sẽ đứng ở ngoài kia, ban Caritas sẽ chịu trách nhiệm. Còn nếu anh chị em mà muốn thì anh chị em có thể ra ngoài đó, chúng ta mua những món ăn nhẹ nhàng, mua những đồ kỷ niệm, và Caritas phục vụ anh chị em một quầy rau củ quả tốt, anh chị em có thể thưởng thức ở nơi đó. Xin cảm ơn anh chị em và xin Chúa chúc lành cho buổi hội xuân của chúng ta hôm nay, rồi chúng ta nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em.
xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Chúng ta sẽ ra nhà thờ bằng cách đi xuống lối quấy hẳn hoàn toàn vì phía bên này đã bị block kê hết các quầy hàng hoặc là phía bên này. Xin cảm ơn.